Shop Tuấn An lại xin chào toàn thể các bác. Hôm nay shop lại làm một cái video để giới thiệu cho các bác là hàng áo dành cho các bác chuyên đi bắt ong rừng, ong khoái, ong bọc má, ong trên cây. Thì hàng về rất là nhiều. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho các bác về cái hai mẫu hàng nhà em mới về rất là nhiều. Đây là cái số áo liền mũ, liền găng tay, liền ủng. Đây là cái hàng chất lượng cao, hàng loại 1. Đây là cái mẫu túi màu đen. Đây các bác, màu thì giản dị. Thì tôi cũng làm rất nhiều video rồi. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bác hàng về rất là nhiều, để cho anh em cập nhật được cái mẫu quần áo quay, mẫu quần áo dành cho các bác chuyên đi bắt ong rừng. Đây là cái mẫu màu xanh này. Hàng này hàng loại 2, giá cả thì nó hợp lý hơn. Đây là cái, các bác nhìn, đây là mũ này. Đây là cái mũ găng tay rời. Bộ này thì nó chất liệu bằng vải bạt, thì các bác nắm được rồi. Và đây là cái bộ màu, cái túi đeo bằng màu đen này, thì là cái bộ này thì nó là bằng chất liệu cao su, áo liền mũ, liền ủng, liền găng tay. Đấy, nên là tôi chỉ giới thiệu sơ qua một cái video rất ngắn gọn thôi, là báo các bác là hàng về rất là nhiều. Đấy, nhà tôi thì bán rất nhiều phụ kiện đi bẫy chim, phụ kiện giày, quần áo ngụy trang, loa đài bẫy chim điều khiển từ xa. Đây là hàng về rất là nhiều để đủ cung cấp cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Thì mùa ong thì năm nay bây giờ bắt đầu đến mùa rồi, thì tôi cũng nhập số lượng lớn để dành cho các bác chuyên đam mê đi bắt ong rừng. Nên anh em nhà thì nhập rất nhiều mẫu, từ size nhỏ đến size lớn. Nên là anh em mua thì cứ cho tôi xin cái mẫu số đo chiều cao cân nặng, thì em sẽ gửi cho các bác đúng mẫu, đúng size, đúng số đo. Nên là anh em mặc thoải mái luôn, giá cả thì hợp lý. Anh em biết chi tiết về hai cái mẫu quần áo bắt ong rừng này thì cứ liên hệ cụ trực tiếp, thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác. Chỉ mất một vài phút thôi, các bác bình luận hay là nhắn tin thì rất là lâu. Nên anh em thiện chí mua thì cứ điện trực tiếp cho em, em sẽ ship cho các bác, là mình gửi qua đường COD. Các bác kiểm tra hàng, mặc thử, test thử vừa vặn, các bác thanh toán. Rất mong là các bác sẽ ủng hộ shop trong thời gian tới. Cũng rất mong, cũng cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Một video rất ngắn gọn. Chào toàn thể các bác nhé.